Trong khuôn khổ sáng kiến thương mại điện tử xuyên biên giới, kỷ nguyên bứt phá, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp cùng Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon với chủ đề Thương mại điện tử xuyên biên giới, cơ hội cho ngành gỗ, thủ công mỹ nghệ và dệt may Việt Nam. Gần 200 doanh nghiệp ngành gỗ, thủ công mỹ nghệ và dệt may đã được đào tạo kiến thức tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới. Đó. Đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, tại Việt Nam, thương mại điện tử xuyên biên giới là lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng và phù hợp chủ trương phát triển kinh tế số do chính phủ đề ra. Với tốc độ tăng trưởng 20% một năm, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Mục tiêu cho năm 2023 và những năm tiếp theo, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số và Amazon Global Selling tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo và hoạt động thực tế nhằm nâng cao kỹ thuật cho các doanh nghiệp việt nam tự tin gia nhập thương mại điện tử xuyên biên giới một cách hiệu quả